đi uống thuốc tây nữa, tây cũng nhiều lắm. Bắt đầu nó mới quay qua là nó bị hay ăn xỉn á, năm 2015 á chị bị hay ăn xỉn mà nặng lắm, đi xuống bệnh viện Sài Gòn á là bên tai mũi họng á, là nó báo là nó bị viêm xoang mãn tính đó. Rồi bắt đầu uống nhiều lắm nhưng mà nó bớt thời gian thôi, rồi bắt đầu mới đi uống thuốc nam rồi nó cũng bớt, cũng thời gian rồi nó cũng quay lại biết. Rồi mình cũng đi uống thuốc nhiều lắm, rồi bắt đầu nó quay qua bị bao tử luôn, bao tử HP. Rồi đau đầu lắm, ghê lắm. Một lần mà khi mà chuyển trần nó đau thở không nổi, rồi một lần mà cỡ trời mà nắng đó, mình đi làm ngoài nắng nhiều á, rồi nó lên cơn phải đi vô thở oxy. Rồi mới vừa rồi là năm năm nay đó, gặp lướt Facebook rồi thấy Hiền là em đó, nó chia sẻ sản phẩm Venus của Olin, mình thấy thấy nó cũng rất hay, tạo để mình trải nghiệm mua một combo năm về uống lần đầu á, thấy cỡ 5 ngày á, mình thấy nó tự nhiên ở trong người mình đau mà nó nhức lắm, mà cái đau đầu mình nó lại tăng thêm, mình thấy mình sợ. Lúc đầu thì thấy sợ nhưng mà Hiền nó nói là chị không sao đâu, chị cứ dùng đi, dùng rồi, tại do lúc đầu là nó vô là nó phản ứng những cái bệnh của mình cũng cố gắng uống uống cả 10 ngày là mình thấy hết cái hiện tượng là đau đầu, rồi tay cái chân, tay chân nó nhức nữa là nó cũng giảm bớt nữa. Rồi bắt đầu cứ uống, lần đầu tiên là mình không biết, uống lại ăn sáng xong là uống một ly sơ, xong là uống một ly sữa bột, rồi ăn sáng cả 8 rưỡi 9 giờ là bắt đầu uống một một hộp một vỉ mà 4 viên đó, là mình uống vô xong tự nhiên cái bao tử mình nó no, nó no nó căng lên. Xong cái hỏi lần khác hỏi Hiền nữa, ủa sao chị uống mà chị thấy cái bụng mình nó căng, chị thấy chị sợ quá, mấy đợt thì ít mà so với nay lại nó nhiều vậy. Xong con Hiền nó kêu thôi để em coi lại thử, là nó cho uống, là nó kêu thôi giờ chị uống là buổi sáng đó, chị ăn uống ly sơ, xong chị uống ly bột, bột ăn sáng xong rồi chị uống hai hai viên tảo, một một viên tảo, hai viên canxi omega 3 đó, rồi ăn trưa rồi chị hay ngậm viên canxi. Thì chị thấy chị làm như vậy là chị uống thấy nó bình thường, nó không có gì trong cái bao tử nó căng hết. Đến nay là chị uống hết là khoảng là 1 tháng 10 mấy ngày á, chị thấy cái cơ thể chị là nó cải thiện và nó giảm chặt cũng cỡ là 30%. Chị rất là cảm ơn. À, đúng là không gì bằng sức khỏe của mình phải không mọi người? À, khi mà cái sức khỏe của mình nó tốt lên, mình